Con có câu hỏi nhờ thầy giúp giùm. Phật tử tới chùa lên chánh điện mang dép có được không? Tại sao vào phòng vệ sinh phải đổi dép? Tại vì chùa này dư dép. Thưa đại chúng, khi mà chúng ta lên chánh điện á, theo cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam là chúng ta phải cởi dép để bên ngoài. Bởi vì chánh điện đã là chánh điện, nghĩa là cái điện chánh nhất của cái chùa đó, không phải là điện phụ, nó là cái điện chánh nhất của một ngôi chùa. Tiếng Anh dịch là main hall. Thì trong cái điện đó có thờ Phật Tam Bảo, cho nên chúng ta phải kính trọng, không làm ô uế. Vì vậy cho nên chúng ta không mang giày dép vào chùa. Lỡ ai mang dép vào chùa thì chúng ta nhẹ nhàng nhắc thôi: chị ơi, chị hoan hỷ để dép bên ngoài. Nhiêu đủ rồi. Trời 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 trời, tội chết nghe không. Ô cha, cái bà này bà nói thôi, con đôi dép mà tôi tội quá. Mình cũng có cách nói, nhưng mà cái cách mình nói cho người ta dễ chịu. Nhiều khi người ta quên chứ người ta không có cố ý. Chị hoan hỷ để dép bên ngoài, tại vì tất cả chúng ta vào chánh điện không có mang dép. Người ta giật mình liền. Còn đối riêng với trong luật, khi đi vào nhà vệ sinh chúng ta đổi dép, là bởi vì trong nhà vệ sinh những cái chất tạp dơ trong đó, muốn mang cái gì trong cái bẩn dơ đó rồi dẫm đạp lên chỗ khác. Thí dụ bây giờ mình mang có đôi vớ vào trong đó, lỡ trong đó dơ mình ướt vớ, thì mình chính bản thân mình là đã thiệt thôi. Mình mang có đôi dép, đôi giày nó, đôi vớ nó ướt nhẹp cả ngày khó chịu, cho nên thay đôi dép để chắc chắn rằng vớ mình không bị ướt dơ. Và khi ướt dơ là chắc chắn những tạp, những chất nước ở trong đó phần lớn là nước dơ. Cho nên để tránh trường hợp chúng ta dẫm cái dơ đi khắp cùng, đặc biệt là chánh điện. Ví dụ mình mang đôi vớ dẫm nhầm nước dơ lên chánh điện, dù không mang dép nhưng vẫn còn mang vớ thì chánh điện cũng sẽ bị dơ. Cho nên đó là một sự tôn trọng. Nếu nói gần gũi thì mình cũng giúp cho cái ban lau dọn người ta đỡ cực. Thế thôi. Trong luật dạy là đi vào trong nhà vệ sinh thì chúng ta cần phải đổi dép. Nhưng mà nó cũng tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh. Ví dụ như mình đi ra ngoài phi trường, chỗ công cộng dép đâu đổi, thì phải chấp nhận vậy thôi. Cho nên người Phật tử chúng ta ứng dụng làm sao mà chúng ta linh động được cái giáo pháp đó, thì chúng ta là người hiểu đạo và tu đạo. Chứ không có phải mình cứng nhắc như vậy. Con rất hân hạnh được gặp thầy hôm nay, xin hỏi thầy một câu: cúng cơm cho người đã mất bao nhiêu là đủ để người đó không bị đói? Tùy theo số tuổi cúng, trẻ cúng nhiều, già cúng ít. Người có răng thì cúng cơm, người không răng cúng cháo, người răng khỏe cúng mía. Thưa đại chúng, mình cúng bao nhiêu cũng sao đủ. Thường thường ta nói vậy nè: nhang không cần thắp nhiều, một nén tâm thành cũng đủ. Cơm nước không cần ê hề, bằng tâm thành một chút cũng đủ. Bởi vì lúc đó mình chuyển lương thực bằng tâm. Và người chết không ăn theo cái lối ăn của mình là đoàn thực. Người chết là xúc thực thôi. Xúc thực là ngửi, đoàn thực là nhai nuốt. Như mình đó, con người mình còn sống đó, con người mình còn sống để thức ăn vô miệng nhai nhỏ nhỏ, nhỏ nuốt, gọi là đoàn thực. Còn người mất, người âm, người ta không có ăn kiểu đó. Ví dụ như mình đem lên bàn, mình nói: má ơi, má về ăn cơm không đủ báo con biết nha má. Nếu má về má nói thiếu con, dám xuống nấu tiếp không? Bỏ chạy liền. Trời, má tôi lưng quá.
Con muốn cúng người ta mà hỏi em, em có ăn đâu em biết. Cúng người đó, hỏi người đó, is that enough? Thật ra quý vị thấy khi mình cúng cô hồn không? Con chén cháo à, mà cô hồn thì vô số. Bây giờ quý vị bưng một nồi cũng không đủ nữa, tại quý thầy thỉnh quá trời thỉnh luôn. Nào là thập loại cô hồn, pháp giới cô hồn, kêu đủ thứ hết, hà sa đẳng chúng tứ sanh, ôi kêu mà có một tô cháo. Vậy thì lúc đó mình cúng bằng cái gì mà họ đủ? Bằng cái tâm biến thực biến thủy của mình. Có bao giờ quý vị ăn có một chút mà quý vị no không? Cũng có chứ, đôi khi không ăn cũng no. Trưa giờ Pháp Hoài chưa ăn gì mà vẫn no, tại ăn câu hỏi nè. Thì xin thưa đại chúng là người mất là xúc thực, còn người sống chúng ta là đoàn thực. Chúng ta cúng là tùy theo sức mình cúng, còn no đủ hay không là tùy tâm mình hiến hướng cho người ta. Đặc biệt là khi cúng, cúng cho họ là quán tưởng thực phẩm chứ đừng quán tưởng cái khác. Khi mình tụng, thậm chí mình không biết tụng gì hết á, khấn người mất xong rồi, Nam Mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát, Nam Mô Giai Bảo Mãn Bồ Tát, cầu cho người đó no đủ. Và sự cúng thí này rộng khắp,